Xin chào các bạn. Hôm nay mình lên đây mình gặp các bạn muốn chia sẻ về lò vi sóng Hitachi các bạn. Đây là những dòng nội địa cao cấp nhất của Nhật Bản các bạn. Thì như những series album trước mình cũng đã chia sẻ về lò vi sóng Invictor, thì hôm nay mình nhau có nhận một cái lò vi sóng Invictor, model của nó là MRO MF6. Đây là mình muốn chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho những các bạn mới ra trường hoặc là những cô chú có đam mê về sửa lò vi sóng. Thì mình muốn chia sẻ qua video clip này, cái lò vi sóng này bị báo lỗi H56 các bạn. Thì hôm nay mình có nhận cái lò vi sóng của khách hàng đã ủng hộ mình và mang cái lò vi sóng này tại nhà để muốn sửa cái lò vi sóng này bị báo lỗi H56 các bạn. Thì dòng Invictor là những dòng khó sửa nhất trên thị trường hiện nay các bạn. Thì qua video clip này mình muốn chia sẻ thực tế về cách sửa chữa và xử lý một lò vi sóng báo lỗi như thế nào các bạn. Thì như những video trước mình cũng đã chia sẻ một series về album bếp hồng ngoại, thì hôm nay có cái lò vi sóng Hitachi này thì mình muốn chia sẻ thực tế cho các cô ba chú, các anh chị, các bạn có đam mê về sửa lò vi sóng. Đây là những kinh nghiệm quý báu nhé các bạn. Đây là dòng nội địa đầu tiên nhé các bạn ở Sài Gòn này của Hitachi các bạn. Mình muốn chia sẻ thực tế cho các bạn về lò vi sóng này các bạn. Thì mình sẽ bỏ chai nước này vô test thử cho các anh chị và các bạn xem coi hiện tượng báo lỗi không nóng của lò vi sóng Hitachi model Nhật Bản này là sao, là nó bị cái gì nữa các bạn. Thì mình sẽ xin test cho các bạn xem. Đây lò đang chạy các bạn, model của nó là MRO MF6 các bạn. Đây là những dòng cao cấp nhất của Hitachi các bạn, thế hệ các bạn thấy thiết kế rất là đẹp các bạn, toàn là chữ Nhật luôn các bạn. Đây báo lỗi H56 các bạn. Thì qua video clip mình muốn chia sẻ thực tế cho cô chú. Thì đầu tiên cũng mong cô chú ủng hộ kênh mình. Nếu mà các bạn là mới lần đầu tiên theo dõi kênh mình, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Thì qua video clip mình muốn chia sẻ thực tế về lò vi sóng Hitachi này cho các bạn trẻ và các cô chú, bác, anh chị sửa lò vi sóng Hitachi nó bị báo lỗi H56 rồi các bạn. Đây là những dòng nội địa rất khó sửa các bạn. Đây các bạn thấy, bây giờ mình sẽ lấy cái nước ra các bạn. H56 nước không nóng các bạn. Đây là bóng đèn để hồi mình sửa. Nếu mà có vi sóng thì bóng đèn này sẽ cháy. Đây là những cái mẹo để cho mình xử lý cái lò cho nó nhanh chóng các bạn. Thì có vi sóng vô là sẽ phát điện và nó làm bóng đèn này sáng các bạn. Thì qua video clip mình muốn chia sẻ thực tế. Nếu các bạn nào mà sửa mà gặp trục trặc về vấn đề, muốn tư vấn kỹ thuật hoặc là cung cấp linh kiện, mình cũng sẽ tư vấn cho các bạn. Mình cung cấp bo Invictor các bạn. Đây những cái bo có Hitachi nội địa mình có các bạn. Đây những cái bo Invictor của Panasonic lên các bạn. Mình sẽ cung cấp cho các bạn xem và tư vấn các bạn sửa chữa các bạn nhanh chóng các bạn. Còn các cô chú nào có lò vi sóng có thể đem tới tận nhà mình tại sửa chữa tại nhà luôn. Đây là những cái dòng phát sóng Invictor các bạn, rất là đẹp các bạn. Đây phát sóng Invictor luôn, mình cung cấp phát sóng Invictor luôn. Thì qua cái video clip mình muốn chia sẻ thực tế những kinh nghiệm quý báu. Nếu các cô chú các anh chị nào chưa đăng ký kênh, xin vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Nhớ đăng nhập và đăng ký kênh mình sẽ chân thành cảm ơn các bạn. Thì mình sẽ mở cái lò này ra và mình chia sẻ thực tế cho các bạn cách xử lý một cái lò không nóng như thế nào các bạn. Đây model của nó, mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem luôn. Đây các bạn, thì như những video trước mình cũng đã chia sẻ về lò vi sóng, thì nay có cái lò vi sóng Hitachi này, mình muốn chia sẻ thực tế cho các bạn cách sửa chữa và thay thế bo và cách đo đạc linh kiện như thế nào các bạn. Thì lúc trước mình có hứa với các bạn là sẽ hướng dẫn các bạn để sửa một cái bo Invictor. Thì hôm nay mình sẽ làm video clip này, mình sửa báo lỗi xong và mình sẽ ra những video tiếp theo để cách để sửa một cái bo Invictor như thế nào và hư hỏng trên bo, từ lỗi đơn giản nhất cho các bạn. Trước mắt này những lỗi đơn giản nhất cho các bạn. Thì qua video clip này cũng mong cô chú thông cảm, mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó nha các bạn. Thì mong cô chú ủng hộ nha các bạn, và anh chị và các bạn ủng hộ. Thì đầu tiên như những video trước mình cũng đã chia sẻ báo lỗi mình phải đo phần nào trước. Thì trước mắt thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Trước mắt thì mình phải rút cái socket bo khiển này ra các bạn. Rút socket bo khiển này ra, mình cô lập nó ra trước các bạn. Rút socket này ra mình cô lập, mình đo nguồn cấp của nó là nguồn dao động cấp cho cái bo công suất này các bạn. Nguồn dao động cấp cho cái bo công suất này các bạn. Dao động từ 100 đến 110 V AC các bạn. Các bạn lưu ý mình nói chậm rãi. Trước mắt là mình phải kiểm tra bo khiển. Nguồn dao động của nó là từ 100 đến 110 V AC nha các bạn. Thì qua video clip mình muốn chia sẻ thực tế cho các bạn. Đây các bạn, nguồn của nó dao động đến 100 đến 110 V AC các bạn. Thì mình sẽ ấy cái đồng hồ đo lên và mình sẽ đo trực tiếp cho các bạn thấy.
cái nguồn nó dao động như thế nào các bạn. Mình sẽ gỡ cái bo này ra luôn các bạn. Đây cái bo là Hitachi các bạn. Đời này xài một con IRBT các bạn. Đời này xài một con IRBT thôi các bạn. Mình chia sẻ thực tế qua một con JOT các bạn. Đây là hai cái socket nguồn cấp của nó các bạn. Hai socket nguồn cấp của nó. Thì trước mắt mình có đo coi socket nó có chạm không các bạn. Để than IR 1 kg 10 kg vậy các bạn. Mình đo hai socket này nó có chạm không các bạn. Chạm bo công suất không các bạn. Mình sẽ đo coi nó chạm bo công suất không các bạn. Mình đo cả chạm bo công suất không các bạn. Đây đo hai cái socket này nó của hai đầu JOT coi carbon công suất nó có chạm không các bạn. Như những video chưa clip trước mình cũng đã chia sẻ các bạn. Thay mình đo hai đầu là nó không có lên gì đâu, chứng tỏ là cái con IRBT tốt các bạn. Tức là chứng tỏ là con cái bo công suất này nó không chạm. Không chạm bên trong các bạn ha. Thì trước tiên giờ mình sẽ đo nguồn đây các bạn. Socket này nó có nguồn các bạn. Nguồn từ 100 đến 110V AC nha các bạn. Tại vì đây là dòng nội địa cho nên cái nguồn cấp của nó từ 100 đến 110V nha các bạn. Thì như những video clip trước đó, thì nó là 220V, từ 200 đến 220V nha các bạn. 220V AC, đó là với dòng 220. Còn riêng cái dòng 110V này thì cái nguồn cấp cho cái bo xử lý này các bạn thì nó khoảng là 100 đến 110V nha các bạn. Đây mình sẽ đặt vào cái thang AC các bạn. Thang AC 250V các bạn. Thì để mình cắm điện vào mình test thử cho các bạn xem coi nó có phải là ra 110V không các bạn. Có phải 110V 100 đến 110V AC không các bạn. Mình cắm điện vào mình test cho các bạn xem các bạn. Rồi mình nhấn lệnh cho nó chạy nha các bạn. Nhấn lệnh như vậy là nó đây nó sẽ chạy khoảng 3 giây. Trên đây nó sẽ hiển thị từ 100 đến 110V các bạn. Đây các bạn, bạn lưu ý các bạn. Đây đúng 110V luôn các bạn, đúng 105V các bạn. Đây kim đang chỉ 105V, mình sẽ nhắn lại cho các bạn xem các bạn. Đây các bạn đấy. 105V các bạn. AC các bạn ha. Chứng tỏ là cái bo khiển này, chứng tỏ là cái bo khiển này hoạt động tốt để cấp nguồn cho cái bo công suất này thôi. Bây giờ mình sẽ lên kiểm tra cái phát sóng các bạn. Kiểm tra phát sóng nha các bạn. Mình rút ra điện ra, mình sẽ kiểm tra phát sóng coi nó có chạm mát không các bạn. Cách kiểm tra phát sóng chạm mát như những video trước mình cũng đã chia sẻ các bạn. Như những video trước mình cũng đã chia sẻ, mình để than R nhân 1 kg các bạn. Đây để than R nhân 1 kg các bạn. Quay cận cảnh cho các bạn thấy. Thì mình cách đo phát sóng như thế nào các bạn. Thì một que đo mình sẽ một que đỏ mình sẽ chạm mát các bạn. Một que đen mình phải chạm tim coi nó có bị chạm vỏ các bạn. Đây mình sẽ demo cho bạn thấy, thí nghiệm cho bạn thấy. Rồi đảo kim đo kim bên đây luôn các bạn, đo hai tim các bạn coi nó có bị chạm không các bạn. Thì mình sẽ thực hành trong cái lò vi sóng này cho các bạn xem. Mình hướng dẫn rất chi tiết, hôm nay mình chứng hành hướng dẫn chậm rãi rất chi tiết. Và cái thứ hai nữa mình đo tim coi có lên có đứt tim không các bạn. Đứt tim nó cũng hư luôn các bạn. Đây các bạn thấy tim lên bình thường các bạn, tim lên bình thường luôn. Để cận cảnh cho các bạn thấy tim lên bình thường luôn các bạn. Rồi kiểm tra những cái lỗi phe bên trong nó có bị nứt không các bạn. Đa số những cái phát sóng hư nó sẽ bị nứt. Thì qua video clip mình cũng quay cận cảnh chia sẻ thực tế cho các bạn xem luôn các bạn. Mình rút cái bo này ra các bạn. Rút cái bo này ra các bạn. Mình sẽ kiểm tra coi phát sóng nó có chạm không các bạn. Nếu phát sóng không chạm thì mình sẽ test cái bo công suất các bạn. Test cái bo công suất cho các bạn xem các bạn. Rút ra hết luôn các bạn. Rồi mình sẽ đo từng tim như các bạn thấy. Mình đo quay cận cảnh cho các bạn xem đo từng tim các bạn. Đây mình sẽ đo từng tim cho các bạn thấy. Đo từng tim như cái hồi nãy mình đã chia sẻ các bạn. Một que mình chạm mát và một đeo mình đo từng tim các bạn. Đây. Đo từng tim các bạn. Nó không lên, chứng tỏ là nó không chạm vỏ nha các bạn. Rồi, tiếp tục đo cái tim bên này, kế bên. Rồi nó không chạm vỏ, rồi đo coi đo hai tim này có bị đứt không các bạn. Nếu nó bị đứt thì nó kim nó không lên, còn nếu mà nó tốt thì kim nó lên các bạn. Rồi, chứng tỏ là cái phát sóng này tốt nha các bạn. Đo hai tim lên bình thường rồi. Qua video clip này mình chia sẻ thực tế cho các bạn luôn trong quá trình sửa chữa các bạn. Rồi mình sẽ test cái bo công suất này cho các bạn xem các bạn. Coi phải lỗi H56 là bị lo bo công suất luôn các bạn. Đây các bạn, qua video mình muốn chia sẻ luôn các bạn, cái socket này socket. Socket để cắm nguồn báo về ITC xử lý các bạn.
Thì trong quá trình nó báo lỗi H56 là nó có hai con giò sai nằm dưới cái bo các bạn. Hai con giò sai nó nằm dưới bo các bạn. Thì qua đó mình muốn test cái bo này cho các bạn xem. Để các bạn biết coi lỗi H56 là nó bị cái gì nha các bạn. Thì qua đó mong các bạn ủng hộ kênh mình và đăng ký kênh mình các bạn. Nhất là các bạn mới theo dõi kênh mình đầu tiên, nhớ đăng ký kênh và thêm nhiều video rất bổ ích nha các bạn. Mở, các bạn lưu ý là cái cộng dây mát là rất quan trọng các bạn. Khi các bạn thay bo vô nhớ là bắt cộng mát vô các bạn. Nếu mà không bắt mát vô là sẽ bị hư bo và sẽ bị đánh lửa nha các bạn. Thì qua video clip mình muốn chia sẻ thực tế cho các bạn luôn. Mình sẽ mở cái bo này ra và thay thế cái bo khác các bạn. Mở cái bo này ra và thay thế cái bo khác cho các bạn. Sẽ thay thế cái bo khác cho các bạn xem các bạn. Sửa cái dòng nội địa là rất công phu các bạn. Mở ốc rất là nhiều các bạn, rất là cực. Đây các bạn thấy nội địa này ốc rất là nhiều các bạn. Qua video clip mình muốn chia sẻ thực tế luôn, mình sẽ thay thế cái bo khác cho các bạn. Đây các bạn thấy cái bo mình mở ra mình thấy bị cháy tụ luôn các bạn. Đây, mở cái bo ra mình thấy cháy hai cái tụ luôn các bạn. Một cái tụ là 822 và một cái tụ 562 luôn các bạn. Rồi qua video clip này mình sẽ thay cái bo này vô thử cái H56 có phải hư hai cái tụ nữa các bạn, và mình sẽ chia sẻ cách sửa bo xử lý là như thế nào luôn các bạn. Cách sửa bo luôn qua video clip này xong mình chia sẻ cách sửa bo công suất luôn các bạn. Rồi mình sẽ thay thế cái bo công suất các bạn. Thay thế bo công suất tương đương luôn các bạn. Mình gắn cái bo này vào luôn các bạn. Rồi mình sẽ gắn cái bo công suất này vào các bạn và sẽ test cho các bạn xem các bạn. Rồi báo lỗi H56 có phải là nó bị bo công suất không nè các bạn. Trước mắt là thấy bị tụ hư các bạn, còn không biết những linh kiện xung quanh như thế nào các bạn. Rồi các bạn luôn nhớ là phải bắt hai con ốc mát này vô các bạn. Ốc mát là rất quan trọng các bạn. Nếu mình không bắt ốc mát thì thật chặt vào thì sẽ bị đánh lửa các bạn và sẽ làm hư bo các bạn. Các bạn luôn nhớ mình sẽ dặn dò rất kỹ lưỡng cho các bạn nha các bạn. Rồi mình sẽ bắt cái socket này lại các bạn. Bắt socket này lại các bạn. Bắt socket lại. Sẽ dặn cái socket này bắt socket, các bạn nhớ ghim dây từ phát sóng vào các bạn. Bắt chặt lại các bạn. Mình test cho các bạn xem các bạn. Đây là hai đầu phát sóng các bạn. Sẽ ghim dây lại thử test cho bạn thêm các bạn. Này là lò vi sóng Hitachi model là MRO-MF6 các bạn. Đây là dòng nội địa inverter cao cấp nhất của Nhật Bản các bạn. Thì qua video clip mình muốn chia sẻ thực tế cho các bạn cách sửa chữa và xử lý tại nhà được không các bạn. Các bạn nếu có trục trặc kỹ thuật cứ gọi cho mình hoặc muốn sửa tại nhà muốn đem lò tại nhà tới nhà mình sửa, mình cũng rất sẵn sàng các bạn, cung cấp linh kiện và sửa chữa giá tốt hơn các bạn. Đây là những dòng cao cấp nhất của inverter các bạn. Nhật Bản nó đi trước mình 20 năm trở lên các bạn. Thì dòng inverter là dòng kích tiết kiệm điện các bạn, mình có thể xài tiết kiệm điện các bạn. Đây mình ghim dây thật chặt mà các bạn, mình nhắc lại các bạn nhớ bắt ốc mát nha các bạn. Đây là cái ốc mát cao thế các bạn, đừng có bo công suất đâu vào, nếu các bạn không bắt thì có thể làm chết bo và có thể hư hỏng nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ test thử cho các bạn xem nha các bạn. Test thử cận cảnh, quay cận cảnh cho các bạn luôn. Test thử coi cái dòng Hitachi này nó có phải H56 là nó có phải bị hư không các bạn. Nó hư bo công suất không nha các bạn. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn thấy.
Các bạn chờ mình ít phút nữa các bạn. Rồi mình cắm điện vào các bạn. Cắm điện vào, mở nguồn lên các bạn. Rồi mình mở nguồn lên. Rồi sẵn mình thử cái chai nước này trước các bạn. Nếu mà có vi sóng thì nó sẽ sáng đèn các bạn. Đây là cái mẹo để mình test lò vi sóng cho nó lẹ các bạn. Rồi mình nhấn 1 phút nha các bạn. Nhấn chế độ 1 phút. Đây các bạn, lò đang chạy các bạn. Rồi nó đang sáng đèn các bạn, chứng tỏ là lò vi sóng mình đang có phát sóng nha các bạn. Chứng tỏ lò vi sóng mình đang có phát sóng các bạn. Đây là cái dòng inverter cao cấp nhất của Hitachi các bạn. Lò thiết kế rất đẹp, rất sang trọng các bạn. Thì cái dòng này mình cũng tư vấn qua là nó không xài cái bộ phận xoay đĩa và cái mâm đĩa như cái lò vi sóng khác các bạn thấy không. Rồi mình sẽ test nước cho các bạn thấy. Đây mình sẽ test đi nước luôn. Nước chưa nóng gì hết. Rồi mình sẽ quay demo lại. Mình đang review lại cái lò vi sóng, quay trực tiếp cho các bạn cận cảnh cho các bạn thấy cái lò vi sóng này. Báo lỗi H56 các bạn. Đây mình đang chọn 1 phút các bạn. Đang chạy được, đang chạy chương trình các bạn. Boy video clip mình muốn chia sẻ thực tế cho các bạn luôn các bạn. Lò rất đẹp các bạn. Model của nó là MROMF6 các bạn. Đây mình quay trực tiếp cho các bạn thấy. Qua video clip này mình muốn chia sẻ thực tế. Nếu mà ai có lò vi sóng Hitachi thì cứ liên hệ mình và mình sẽ tư vấn kỹ thuật cho các bạn. Rất dễ sửa và có thể sửa tại nhà được các bạn. Nhất là các bạn mới sinh viên ra trường hoặc là các cô chú chưa có kinh nghiệm về sửa chữa về lò vi sóng, mình sẽ tư vấn và sẽ chỉ dẫn các bạn. Đây cái bo mình mới vừa thay ra các bạn. Thì qua video clip mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa chữa lò vi sóng inverter luôn các bạn. Sửa trên bo này inverter luôn. Các bạn cũng đã yêu cầu và ủng hộ kênh mình. Thì qua video clip này, cái video sau tiếp theo mình sẽ nghiên cứu và sẽ sửa bo luôn các bạn. Từ những lỗi đơn giản nhất các bạn. Thì hôm nào mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ cho cô chú, các anh chị về cái lỗi thực tế của nó các bạn. Đây là mình đang chia sẻ thực tế luôn các bạn. Thì qua những cái series album trước mình cũng đã chia sẻ về bếp hồng ngoại, bếp từ các bạn. Nguyên một series báo lỗi luôn các bạn. Và những cái lò vi sóng Bana Inverter model RD371, 557, 559 các bạn. Thế hệ Inverter các bạn. Mình cũng đã chia sẻ thực tế báo lỗi H97, 98 các bạn. Một là báo lỗi chạy 3 giây cúp các bạn. Thì qua video clip này muốn chia sẻ cho cô chú các anh chị gia chạm thực tế luôn các bạn. Đây là những kinh nghiệm quý báu trong quá trình sửa chữa các bạn. Đây lò đang chạy luôn các bạn. Lò đang chạy luôn các bạn. Nước trong lò đang sôi luôn các bạn. Đây mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn. Nước trong lò đang sôi luôn các bạn. Đang sôi nóng luôn các bạn. Nước đang sôi luôn các bạn. Rồi qua video clip này mong cô chú ủng hộ kênh và đăng ký kênh cho mình các bạn. Nhất là các bạn mới theo dõi kênh mình, nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh giúp mình các bạn. Đây các bạn đang 10 giây các bạn. Mình thành công các bạn. 8 giây các bạn. 6 giây các bạn. 5 giây các bạn. 3 giây các bạn. Đây là những dòng khó sửa nhất các bạn. Đây báo kết thúc chương trình các bạn. Báo kết thúc chương trình cho các bạn, nồi nội địa là rất khó sửa các bạn. Rồi nước sôi các bạn ha, vậy là mình đã thành công các bạn ha. Rồi mong các bạn cô chú ủng hộ kênh mình các bạn qua video clip này các bạn. Thì trong quá trình sửa chữa hoặc có vấn đề gì mong cô chú sơ suất bỏ qua các bạn. Thì ai có gặp trục trặc gì những cái thế hệ Inverter cứ liên hệ với mình các bạn theo số điện thoại mình đã dán trên đó. Mong cô chú ủng hộ kênh mình và đăng ký kênh mình. Thì lò Inverter nội địa Hitachi là những dòng cao cấp nhất của Nhật Bản các bạn. Thì qua video clip như những video trước mình cũng đã chia sẻ. Thì nay có cái dòng này cũng muốn chia sẻ thực tế cô chú. Chào cô chú đã quan tâm theo dõi. Có muốn thắc mắc hoặc sửa chữa tại nhà và các em thì sẽ liên hệ mình. Xin chào cô chú.